Hello everyone, how are you doing today? Hope you had a great day and a wonderful evening for you all. Và xin chào mừng anh chị em và chúc anh chị em đã có một ngày, một buổi tối tuyệt vời các anh chị em ha. And let's come back and join me in the live stream for more practice. Và chào mừng anh chị em chúng ta trở lại và chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục đồng hành và phát triển thực hành thêm tiếng Anh. Chủ đề ngày hôm nay, the topic today is a very important topic because I know that many people they have to go to the kitchen every day to cook their food, or maybe they can cook food for others, for their family, for their lovers, yeah. And that's why today we're gonna learn more about the topic cooking. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau thực hành về chủ đề đó, nấu ăn, anh chị em ha. Để chúng ta thì nói chung là cái việc nấu ăn nó rất là quan trọng rồi, có thể ai đó nấu cho chúng ta, nhưng mà cũng có khi là chúng ta sẽ nấu ăn cho mình, thậm chí là nấu ăn cho người khác nữa. Thì thông qua cái việc là anh chị em chúng ta học về cái chủ đề ngày hôm nay thì chúng ta cũng sẽ biết cách để chúng ta có thể miêu tả và nói về đó là một cái bữa mà chúng ta đi vào bếp, đúng không ạ, chúng ta nấu ăn, đúng không nhỉ? Đó, chúng ta thể miêu tả được về cái mà chúng ta sẽ có những cái trải nghiệm tại không gian bếp của mình. Ok, hello Mr. Tuấn Anh, hello Thanh Vân. Rồi anh chị em chúng ta đang xem livestream, chúng ta hãy comment hi hello, chúng ta chào nhau trước khi bắt đầu buổi học ngày hôm nay anh chị em nhé. Và những anh chị em nào chúng ta đã sẵn sàng rồi, các anh chị em chúng ta hãy comment là yes, I'm ready, được chưa? Anh chị em hãy comment là ready để chúng ta bắt đầu với cái phần luyện tập ngày hôm nay. Chủ đề ngày hôm nay là chủ đề về vào bếp nhé anh chị em nha. Ok, hello Mr. Ngọt. Do you often go to the kitchen every day for cooking? Và anh có thường đi vào bếp để nấu ăn không anh ơi? Nói chung là những chị em chúng ta đúng nhỉ? Đấy, chị em thì các anh chị các chị chúng ta vào bếp nhiều hơn là các anh em, đúng không? Anh em thì thường những người nào mà thực sự là gì ạ? Đấy, yêu vợ thương con thì chúng ta mới vào bếp, đúng không ạ? Đấy, chứ còn nhiều khi là các anh cũng khá là ngại trong cái việc đó là bếp núc, đúng không ạ? Đó, nhưng mà vì cuộc sống, vì công việc đôi khi bận rộn chúng ta cũng muốn là gì ạ? Gọi như là cùng nhau gọi là làm việc nhà thì chúng ta có thể là để vào bếp và chúng ta nấu những món ăn ngon, chưa kể là những cái đầu bếp mà giỏi nhất trên thế giới đúng nhỉ, đó là đầu bếp nam anh chị em nhỉ. Đầu bếp nữ cũng có rất nhiều đầu bếp giỏi nha, nhưng mà giỏi nhất thì vẫn là đầu bếp nam đây anh chị em ạ. Mr. Ngọt này, tối nay thầy có phải nấu cơm? Yes, of course, I usually cook for my family. Rồi, Quỳnh Anh này ready này, Thanh Vân ready rồi, bạn Lan Hương nhá, hello Lan Hương. Thanh Vân này, I'm cook day by day rồi, ngày qua ngày hả? Ở đây thì em chú ý là mình cook thì nó là động từ rồi nhé, nên là em không dùng là am nữa nhé, mình sẽ nói là I cook every day. Bạn Tuấn Anh, nhưng sao em thấy phần đa đầu bếp là nam thầy, đúng không ạ? Nói chung là cả nam và nữ đều là đầu bếp, đấy, đều có chứ, đúng không nhỉ? Nhưng mà đầu bếp thường những cái đầu bếp mà gọi là ở top ấy thì thường là đầu bếp nam nhiều hơn. Mr. Ngọt này, hôm nay nấu cơm rửa bát quần quật. Đấy, Covid mà vẫn phải nấu cơm rửa bát là anh, đó ạ. Rồi. Ok, chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào bài học ngày hôm nay nhé anh chị em nhé, đúng không ạ? Rồi, đầu tiên là chúng tôi chuẩn bị nấu một bữa ăn tối thịnh soạn. Đấy. Ví dụ như là gì ạ? My friends or my coworkers will visit my home today. So, chúng tôi sẽ nấu một bữa ăn thật là thịnh soạn hoặc là gì ạ? Vào một cái dịp rất là đặc biệt, ví dụ như là sinh nhật đúng không nhỉ? Đấy, hoặc là những cái ngày lễ kỷ niệm đúng không? Thì chúng ta sẽ làm một cái bữa thật là thịnh soạn nào. Anh chị em ta comment cho mình là chúng tôi chuẩn bị nấu một bữa ăn tối thật thịnh soạn nào. Bạn Lan Hương này, đầu bếp nhà hàng thường thì là nam, đúng rồi ạ. Bạn Thanh Vân này, tại nam đi nhậu nhiều nên nấu ăn ngon hơn đây. Đúng là có miệng ăn đúng không ạ? Đấy, có miệng ăn nên là thường nấu ăn ngon hơn. Thực ra thì nó cũng ít thôi chứ không phải là đa số đâu anh chị em ạ. Thường thì là nữ vẫn nấu ăn ngon hơn nam giới, nếu mà chúng ta xét ở cái mức độ gọi là gì ạ, bình quân nhé, để nhận đấy. Còn nhưng mà nếu mà xét về ở một cái top đó, một cái top thì chúng ta thấy rằng là có những nam giới thì nấu ăn thì rất là giỏi, nhưng mà không thể phủ nhận rằng là các chị em chúng ta nấu ăn mà về bình quân là các chị em nấu ăn thì chắc phải 80% là nấu ăn ngon hơn là nam giới. Bạn Lan Hương này, còn đầu bếp gia đình đều là nữ, đúng rồi, khổ thế đấy đúng nhỉ? Đấy. Mr. Quân này, we will cook a nice meal. Chúng tôi sẽ nấu một bữa ăn ngon à. Bạn Tuấn Anh này, we are about to cook a healthy meal. Nấu một bữa ăn mà khỏe mạnh, lành mạnh đúng nhỉ?
But and then we prepare thêm to vào đấy nha. We prepare to cook a healthy meal. Các bạn chúng ta không phải healthy meal à, không phải là bữa ăn ăn lành mạnh à, mà là gì đây ta? À rồi ok, anh chị em chúng ta dùng cái từ từ đấy nó thay cho cái từ thịnh soạn đúng không ạ? Ok. Party, ok. Quá khổ đúng không Lan Hương? Đấy, suốt ngày phải nấu ăn cho gia đình đúng không? Ngày này sang ngày khác là được các anh chồng tâm lý công nhận thì đã đành đúng không nhỉ? Nhiều anh ăn thì cứ như là coi như là không đúng nhỉ? Đấy, chẳng có cái lời cảm ơn gì cả, rõ khổ. Bạn học tiếng Anh thì we are about to cook a hearty meal. Rồi, a hearty meal. Rồi, bữa ăn thịnh soạn này. Bạn Phát này, we are about to cook a hearty meal. A hearty dinner, đúng rồi, ok. Bữa ăn tối mà đúng nhỉ? We prepare to cook a good meal. Đúng, một bữa ăn ngon. Bạn Đào Nhất, we prepare to cook a hearty meal. Rồi, cảm ơn bạn Nguyễn Roy đã chia sẻ video. Các anh chị em nào chúng ta muốn lưu lại video thì chúng ta nhớ chia sẻ về tường nhà của mình để chúng ta lưu lại anh chị em nhé. Hello Mrs. Quỳnh. We prepare for a lavish meal. Rồi, nhiều khi anh chị em ta kiếm về những cái từ rất là đắt giá đúng nhỉ? Đó. Một cái bữa ăn phong phú hả? Đúng nhỉ? Lavish. Lavish meal. Đó. Hoặc là anh chị em dùng cái từ đó, từ hearty, được chưa? Hearty meal, một cái bữa ăn thịnh soạn đúng không ạ? Mr. Ngọt này, we will prepare, chúng tôi sẽ chuẩn bị to cook a good meal anh nhé, a good meal. Bạn học tiếng Anh, I wish to prepare a hearty meal for my lover every night. Sao lại nấu vào mỗi buổi tối thôi là thế nào? Được chưa? Đó, mình phải nấu cả ban ngày đấy chứ, đúng không ạ? Ở trong trường hợp này chúng ta hãy nói là gì ạ? We prepare to cook a big dinner. Được chưa? A big dinner, một cái bữa ăn cũng gọi là gì ạ? Thịnh soạn đấy. Nếu mà chúng ta không dùng cái từ hearty nhé. Đấy, còn nếu anh chị em chúng ta dùng từ hearty cũng được. Còn nếu không chúng ta có thể dùng là gì ạ? A big dinner. We prepare to cook a big dinner. Được chưa? Rồi. Tiếp theo nào anh chị em. Bạn cần làm tan băng thức ăn trước khi nấu. Đấy, có những cái đồ mà chúng ta đã mua sẵn chúng ta để vào trong tủ lạnh đúng không nhỉ? Đấy, đến khi mà chúng ta muốn nấu chúng ta phải mang ra để cho nó tan chảy cái băng ra đã, đúng không ạ? Tan chảy cái lạnh ra đã, cái băng lạnh ra đã thì lúc bây giờ chúng ta mới thể nấu được. Ok Mr. Khoa, yeah. Good evening Mr. Khoa, đúng không ạ? Hello bạn DI1 này, DI1 lâu lắm thầy mới thấy hay là đổi tên hay là như thế nào đúng không nhỉ? Đấy, rất lâu rồi thầy mới thấy. Rồi, những anh chị em chúng ta đang xem livestream chúng ta nhớ follow thả tim và chia sẻ video để chúng ta học tập và phát triển tiếng Anh hàng ngày anh chị em nhé. Chương trình livestream của chúng ta thì hiện tại là vào những cái ngày bình thường thì chúng ta sẽ livestream vào lúc 20 giờ 30 tối anh chị em nhé. Đây là chương trình bổ trợ tiếng Anh về từ vựng và về cấu trúc câu. Đấy, nên là chúng ta muốn học về chủ đề gì thì anh chị em chúng ta comment về chủ đề đó. Còn lại thì vào những ngày như thứ bảy và chủ nhật thì chúng ta có thể làm được vào cả buổi sáng và buổi tối là lúc 10 giờ 30 sáng và tối là 20 giờ 30 đúng không ạ? Còn những ngày bình thường thì kế hoạch của mình nó thay đổi một chút nên là mình chỉ có thể live được một lần thôi. Đó. Và đặc biệt những anh chị em nào chúng ta học nghe nói giao tiếp tiếng Anh trôi chảy, anh chị em nhắn cho mình qua Facebook và Zalo để được hướng dẫn chi tiết bài bản chỉnh sửa hàng ngày kèm cặp và có môi trường thực hành tiếng Anh bản xứ anh chị em ha. Rồi bạn Thanh Vân này, you need to melt food before cooking em nhá, để before cooking. Cái từ melt ở đây đúng là nó cũng có nghĩa là tan chảy nhưng mà kiểu như là chúng ta sẽ không dùng cho cái từ gọi là rã đông nhé. Đấy, chúng ta không dùng cho từ gọi là bạn cần ở đây có thể tan băng thức ăn hoặc anh chị em có thể dùng là bạn cần làm rã đông thức ăn. Đấy, đúng nhỉ? Đấy, thì chúng ta dùng từ melt thì nó chưa hợp lý trong trường hợp này. Bạn DIY, you need to defrost before cooking, được em nhé. Đấy, you need to melt the food before cooking. Bạn nào nhất này, we need to thaw the food before cooking. Rồi, cái từ này thì thường nó sẽ làm tan, gọi là tan tuyết hơn nhỉ, đúng nhỉ? Đấy, làm tan này,
thường là làm tan tuyết đấy, dạ đấy. Còn nếu mà chúng ta muốn nói là từ giã đông anh chị em nhé, thì chúng ta dùng cái từ defrost thì nó chuẩn nhất đấy, đúng không ạ? Rồi bạn là Quỳnh Anh là you need to unfreeze food first. Đấy. Bạn cần phải làm, bạn cần phải giã đông mà, được chưa? Đấy, thức ăn trước cái đã, được chưa? Rồi, ok. Cũng là một cái cách chúng ta dùng rất là hay đúng không nhỉ? Đấy, giữa cái từ freeze thì là đông cứng, đông lạnh, thì unfreeze là cho nó tan ra đúng không nhỉ? Đấy, tan chảy ra. Cũng là một cái cách rất là hay, đó, rất là sáng tạo. Bạn Trần Hải, you need to do tan băng food before cooking. Rồi, before cooking là được rồi đấy, đó. Rồi, ok, Mr. Ngọt này. Rồi tiếp theo là anh chị em comment là Mr. Ngọt, we need freezing à? Rồi, chưa được anh nhá, need thì to do something anh nhá, được chưa? Đấy. Bạn cần được đông cứng à? Đấy. Cái này chưa được, được chưa? Before cooking cho rồi, before to cook anh nhá. Rồi, cảm ơn Ngân Nguyễn đã chia sẻ livestream nhé. Anh chị em đang muốn xem lại video, chúng ta chia sẻ video livestream nhé. Bạn Tuấn Anh này, you need to unfreeze food before cooking. Rồi, thêm cho thầy chữ O nữa là được. Ok. Rồi, câu này thì chúng ta có thể dùng từ defrost. Để nhận, you need to defrost the food before cooking. Đấy. Bạn cần phải rã đông đó, thức ăn trước khi mà nấu nhé. Để nhận. Đấy, có thể làm nói là làm tan băng, nhưng mà nhiều người chúng ta hay dùng là từ rã đông đúng nhỉ? Đấy. You need to defrost the food before cooking, đúng không ạ? Hoặc anh chị em có thể tham khảo chúng ta dùng thêm cái từ đó là từ unfreeze, đấy. Unfreeze, đấy. Rồi. Tiếp theo ạ, để chúng ta đến câu tiếp theo, ướp thịt bò vào rượu vang trắng trong 2 giờ. Đấy. Tức anh chị em muốn nấu món này ngon, anh chị em cần phải ướp thịt bò vào rượu vang trắng nhé, trong 2 giờ đồng hồ. Mr. Khoa, do you need to make food filled before cooking? Cái này thì chưa được anh nhé, sao lại make food filled là thế nào? Để chạm này. Nếu mà trong trường hợp chúng ta đang nói câu trần thuật, đúng nhỉ? Đấy, bạn cần phải gì đó thì mình sẽ nói là you need thôi, chứ không phải là do you need là câu hỏi rồi. Anh sẽ nói là you need to do something, bạn cần phải làm gì đó, đúng nhỉ? Mrs. Quỳnh này, you need to defrost food before cooking. Rồi, ok chị. Rồi, tiếp theo là anh chị em là ướp thịt bò vào rượu vang trắng trong 2 giờ đồng hồ. Sau này anh chị em chúng ta thay vì chúng ta là ướp thịt bò, chúng ta có thể nói là ướp thịt bê đúng không? The veal, hay là chúng ta nói là ướp thịt cừu, the lamb, đúng nhỉ? Hay là chúng ta ướp bất cứ một cái gì đó, đúng nhỉ? Đấy. Nhưng mà cái cấu trúc này là một trong những cái cấu trúc mà chúng ta sẽ cần phải sử dụng thường xuyên, nhất là gì? Khi mà chúng ta vào bếp đấy chị em ha. Đấy. Vì kiểu gì chúng ta cũng sẽ cần phải ướp, nhưng mà không ướp với cái này thì ướp với cái khác, đúng nhỉ? Đấy. Rồi các anh chị em chúng ta xem livestream, chúng ta nhớ follow and tap 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 on the screen to give me your free lunch. Yeah, this is the free livestream video to support you with the vocabularies and the structures that you can develop your English, so you can be more confident in using it in life and work and etc. Đấy ạ. Đó, và đây là chương trình bổ trợ tiếng Anh hoàn toàn miễn phí cho anh chị em trên sóng livestream, để chúng ta thể phát triển thêm về từ vựng và về cấu trúc. Anh chị em chúng ta nhớ follow và thả tim để chúng ta học tiếng Anh hàng ngày. Link livestream của chúng ta vào những ngày bình thường, đấy chưa? Chúng ta sẽ up livestream vào lúc 20:30 tối anh chị em nhé. Còn những ngày cuối tuần thứ bảy chủ nhật thì chúng ta sẽ live thêm cả khung giờ là 10:30 sáng nữa, đúng không ạ? Những anh chị em nào chúng ta muốn đó là học bài bản về nghe nói giao tiếp trôi chảy, nhắn tin cho mình qua Facebook và Zalo để được hướng dẫn chi tiết, cầm tay chỉ việc, check sửa hàng ngày, đó, kèm cặp và có môi trường giao lưu thực hành với khách mời bản xứ, đúng không ạ? Rồi, ok. Tiếp theo là Mrs. Nha này, you should marinate beef with white wine in 2 hours. Rồi, rất tuyệt vời nhỉ? Marinate. Đó. Ướp nhé, ướp ướp đấy, đó, tẩm ướp. Rồi, ok, bạn DIY này, marinate beef in white wine for 2 hours. Rồi, tuyệt vời. Bạn Mai Mèo Mang này, mix the beef with the white wine for 2 hours. Mix thì nó là trộn rồi. Được rồi, đây ở đây mình đã ướp để dặn là, thì thực ra mình dùng cái từ trộn thì nó có thể nó sẽ bị cái nghĩa sẽ bị thay đổi đi nhiều, vì ướp thì đúng nhỉ? Đấy, thì nó vẫn là chính xác hơn là trộn. Bạn Quỳnh Anh này, cover beef with white wine for 2 hours. Rồi, ok. Ướp beef with white wine for 2 hours. Rồi, Trần Hải, rất tốt.
Ờ, trong trường hợp này anh chị em chúng ta hãy dùng cho mình từ marinate, để nhận đấy, marinate the beef in white wine for 2 hours, để nhận marinate the beef in white wine for 2 hours, để nhận đấy là chúng ta cần phải ướp nhé, tẩm ướp, để nhận marinate the beef in white wine for 2 hours. Rồi bạn học tiếng Anh này đúng không? Marinate beef with wine for 2 hours, đúng rồi, ok, ướp với rượu nhỉ. Đấy. Rồi rượu trắng thì anh chị em chúng ta thêm từ white wine, rượu đỏ đúng nhỉ. Đấy. Anh chị em chúng ta dùng là red wine đúng không ạ? Đấy. Rồi là ướp với bia đúng nhỉ? Đấy có một số gái là ướp với bia đúng không, đúng nhỉ? Đấy. Rồi, cảm ơn bạn Unicorn đã chia sẻ livestream. Đấy anh chị em nhớ chia sẻ livestream về tường nhà của mình để chúng ta lưu lại xem lại bất cứ lúc nào. Bạn DIY này, marinate the beef in white wine for 2 hours. Rồi chuẩn luôn. Thế câu tiếp theo là chúng ta sẽ nhào bột cho đến khi mịn thì thôi, được chưa? Chúng ta sẽ nhào bột cho đến khi mịn thì thôi. Hello Mr. Khoa Thái nhá. Ok. Anh chị em học tiếng Anh nhiệt tình thế nào? Những anh chị em nào chúng ta đang xem và chúng ta thấy rằng là đây là một chủ đề thú vị thì anh chị em chúng ta hãy comment cho mình biết nhá. Nếu mà anh chị em chúng ta chưa comment được nhiều, đúng nhỉ? Đấy, khả năng tiếng Anh còn hạn chế thì chúng ta comment ít thôi. Ví dụ như chúng ta biết cái từ nó là từ 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 mịn là gì, chúng ta comment từ mịn này, hoặc chúng ta biết cái từ chúng ta là gì, chúng ta comment từ chúng ta này. Đấy, nhiều khi thì chúng ta cũng không cần phải là để chờ đến khi mình phải comment được hết, đúng không nhỉ, hoàn hảo hết thì bắt đầu mới comment, bởi vì học tiếng Anh là một cái ngôn ngữ mới, đúng không nhỉ, là một cái ngoại ngữ của chúng ta, nên là chẳng ai mà chê cười các anh chị em rằng là tiếng Anh chúng ta chưa tốt cả, được chưa? Ai mà cười các anh chị em nhé, được chưa? Cứ các anh chị em cứ bảo mình, được chưa? Đấy, mình vả cho vài phát, được chưa? Đấy, cho mà cười tiếp đi nhá. Đấy, đấy chúng tôi là đang học tiếng Anh đây, đấy, đấy. Cười cái gì mà cười đúng không nhỉ? Đấy, bạn có giỏi thì bạn học đi. Đó. À, bạn học tiếng Anh này, marinate beef with a little salt and pepper for 2 hours then pan fry it is on point. À, rồi ok, bạn này ướp với lại muối này, một chút muối này, hạt tiêu này khoảng 2 giờ này. Đấy, chúng ta có thể sáng tạo linh hoạt ra, thay vì là điện with a white wine thì anh chị em thể là ướp với là gì ạ, garlic đúng nhỉ, ginger, onions, đấy, salt, sugar, được chưa? Đấy. Rồi tiếp theo là we will grind the dough until it is smooth. Cái từ grind đúng không ạ? Từ green nó là nghiền đúng nhỉ? Đấy chứ nó cũng không phải là nhào đúng nhỉ? Đấy, nó không phải là nhào bột đâu em nhé. Nó là nghiền, là mài đúng nhỉ? Bạn Tiến Lộc này, we will mix đó 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 đúng không ạ? Until đúng nhỉ? Đấy, chúng tôi sẽ trộn đúng không ạ? Rồi đúng rồi, bạn học tiếng Anh nhá. Đấy, chúng ta dùng cái từ knead đấy nhỉ? We will knead the dough until smooth đúng không ạ? Rồi chúng tôi sẽ nhào bột cho tới khi mà gì ạ? Nó mịn thì thôi đúng không ạ? Mr. Đức, we will mix. Chúng tôi sẽ trộn tới khi là gì ạ? Flour carefully. Cái này thì chưa được nha Đức nha. We will mix flour until carefully. Until thì này sẽ lại carefully là thế nào? Được chưa? Rồi chưa được, until smooth. Được không ạ? Đấy, cho tới khi mà mịn. Bạn Trung Anh này, knead flour until a fine powder. Rồi từ thành một cái thứ bột mịn đúng không nhỉ? A fine powder đúng không ạ? Ok. Rồi cũng được đấy em nhé, được đấy, đúng không ạ? Hay đấy. Bạn DIY này, we will knead until it's smooth. Rồi đúng rồi, ok, cho đến khi mà gì ạ? Nó mịn thì thôi đúng không ạ? Ok, tốt rồi. Mrs. Nhàn này, we have to mix flour until smooth. À, cho đến khi mịn đúng không? Trộn đúng không ạ? We will knead đúng rồi. Cái cụm từ nhào nhá, anh chị em chúng ta dùng từ knead là đúng nhất đấy nhá. We will knead flour until it's smooth. Đó, cho nên khi mà nó mềm mịn thì thôi. Được chưa? Ở trong trường hợp này anh chị em chúng ta để dùng cho mình là we will knead the dough. Được chưa? We will knead the dough until smooth. Hoặc là anh chị em dùng cái từ flour. Được chưa? Đó, flour cũng được, đúng không ạ? Cũng là bột cả, đúng không ạ? Dough, đúng chưa? Ok, dough. We will knead the dough until smooth.
Được chưa? Hoặc một số anh chị em ta dùng là until it's smooth, các bạn cho đến khi mà nó thì mịn, còn đây cho đến khi mịn. Được chưa? Đó. Tiếp theo ạ, được chưa? Đấy. Tiếp theo nào, bạn lột hộ tôi, được chưa? Đấy. Hoặc là lột giúp tôi, được chưa? Đấy, lột vỏ nhé, được chưa? Bạn lột giúp tôi một quả cam được không? Đó bạn. Đấy. Bạn lột vỏ giúp tôi một quả cam được không? À. Tiếp theo anh chị em nào, được chưa? Đây là một trong những cái mà chúng ta có thể là sẽ rất hay gặp nhỉ. Ví dụ như anh chị em chúng ta bóc cam, anh chị em chúng ta bóc quýt đúng không nhỉ? Đấy, bóc bòng, bóc các thứ đúng không ạ? Đấy, mà nó có vỏ bên ngoài chúng ta bóc ra thì chúng ta sẽ dùng đến cái từ này, được không? Bạn lột giúp tôi một quả cam được không? Đấy. Tôi đang bận quá nhưng mà tôi rất muốn ăn cam. Đó. I'm very busy but I still want to eat orange. So can you please, đấy, và bạn giúp tôi nhé, đấy, lột một cái quả cam được không, lột vỏ một quả cam được không. Bài này thì chúng ta sẽ chuyên học về đó là gì? Tiếng Anh trong nhà bếp, nên các anh chị em chúng ta sẽ thấy rằng những cái câu ở đây nó sẽ thường là được sử dụng rất nhiều trong cuộc sống chúng ta, đúng không ạ? Đặc biệt là khi anh chị em chúng ta vào bếp, bạn của nhà anh này, can you peel an orange for me, đúng không ạ? Bạn DIY, can you peel an orange for me, rồi tốt rồi, peel. Peel an nha Trần Hải nha, an orange nha. Vì là đứng trước từ bắt đầu là nguyên âm nha, orange. Unicorn này. Can you peel an orange for me? Rồi tốt rồi bạn Lacy. Can you peel an orange for me please? Đúng rồi Trần Trung Anh. Can you peel thôi em nha, không phải peeling nha. Được chưa? Sau can là động từ giữ nguyên. Bạn Chu Đức này, could you peel an orange? Rồi for me nữa, cho tôi mà. Được chưa? Đấy, cho tôi. Được chưa? Bạn Thanh Vân này, can you peel an orange for me? Tốt rồi, đúng không ạ? Anh chị em chúng ta biết cái từ bóc vỏ là từ peel rồi đúng không nhỉ? Đó. Rồi, anh chị em có thể nói là would you peel me an orange? Được chưa? Would you peel me an orange? Rồi, anh chị em nào chúng ta biết là gì ạ? Quả bây giờ quả cam là orange rồi. Thế còn quả bòng nó to hơn quả cam thì là tiếng Anh là gì? Đấy. Anh chị em nào biết quả bòng tiếng Anh là gì comment cho mình biết nhá. Ok, Vicky này, peel an orange for me please. Rồi, could you please help me to peel oranges? À, chị này là thích ăn cam lắm ấy này, còn muốn người ta bóc cho vài quả đúng không nhỉ? Đấy, mình chỉ dám nhờ người ta bóc cho an orange thôi, nhưng mà chị nhờ người ta bóc là gì, oranges. Đấy, bóc cho thật nhiều quả cam ấy này. Đấy, ăn cho nó có nhiều là vitamin C đúng không nhỉ? Bạn 322, can you peel an orange for me please? Rất tuyệt vời. Bạn Bùi Tâm này, can you help me to peel an orange? Rất tốt. Rồi, ok. Tuyệt vời rồi. Rồi, big orange, bạn Trần Hải này. Pomelo, grapefruit. Thực ra thì trong tiếng Anh nó cũng rất là đa dạng, nên là riêng cái từ quả bưởi thôi nó cũng có một số cách gọi đúng không ạ? Đấy, nhưng mà thường là dùng nhất thì chúng ta hay dùng là từ grapefruit thì là chúng ta dùng nhiều hơn. Thế còn cái từ pomelo đúng không ạ? Từ pomelo cũng là quả bưởi đấy anh chị em nhá. Đấy, bạn Tuấn Anh này, Tuấn Anh comment cái gì mà nhầm ta? Bạn Quỳnh Anh là a giant orange, một quả cam khổng lồ đúng không ạ? Rồi nếu mà miêu tả như vậy thì người nước ngoài người ta cũng biết đấy đúng không nhỉ? Would you peel me an orange? Ờ đúng rồi tấm nở nhá. Ok, pomelo, rồi pomelo, rồi quả bưởi, hoặc chúng ta dùng là grapefruit anh chị em ha. Tiếp theo nào, hãy sắt dưa theo từng từng lát mỏng nha. Đấy, tức là nếu mà chúng ta mà hướng dẫn cho ai đó đúng không nhỉ, có thể là con của mình hoặc là chồng của mình, và mình nhờ người ta là gì ạ, thắt cho mình cái ra cái thành phần này, nhưng mà nhớ là phải thắt lát mỏng thôi nhé, sắt cái lát mỏng thôi chứ sắt to nó không ngon. Thì anh chị em chúng ta nói câu tiếng Anh là hãy sắt gì ạ, dưa leo từng lát mỏng nha. Rồi nở, can you peel me an orange? Rồi đúng rồi, a giant orange. Rồi, tuyệt vời. Như anh chị em chúng ta mới xem livestream lần đầu, chúng ta nhớ follow and tap on the screen to give me your free likes. Thank you very much. The schedule of having the livestream will be at
8:30 p.m. every day. And on weekends, Saturdays and Sundays, we do it twice. Once in the morning at 10:30 and two in the evening at 8:30 p.m. Thank you very much. Rồi, anh chị em nào chúng ta chưa biết lịch livestream nhé. Những ngày thường thì chúng ta livestream vào lúc 8:30 tối, còn vào ngày cuối tuần thứ bảy chủ nhật chúng ta livestream hai lần, vào lúc đó là 10:30 sáng và 8:30 tối, đúng không ạ? Anh chị em nào mà chúng ta học bài bản về nghe nói thì chúng ta có thể nhắn tin cho mình qua Facebook và Zalo để được tư vấn chi tiết kỹ hơn, đúng không ạ? Còn chương trình bổ trợ thì chúng ta bổ trợ về từ vựng và về phần cấu trúc câu anh chị em nhé. Rồi. Unicorn and please slice cucumber thinly. Rồi, rất tốt rồi em ha. Bạn Lan Hương hỏi là học tiếng Anh bao lâu thì nói được thành thạo? Nói được thành thạo thì lâu lắm em nhé. Đấy chứ ạ, nó lâu lắm. Nói chung là chắc cũng phải tầm 3 đến 5 năm là ít, đúng không ạ? Vì thành thạo mà, đúng không ạ? Nó khác với cái việc là chúng ta có thể giao tiếp được tự tin trong các cái tình huống hàng ngày. Còn thành thạo thì nó cực kỳ là rộng anh chị em ạ. Đấy chứ ạ, nên là chúng ta càng cần nhiều thời gian hơn. Đặc biệt là có khi là chúng ta phải dùng cả đời đúng không ạ, để mà chúng ta thể thành thạo được anh chị em ạ. Được chưa? Grapefruit. Rồi đúng rồi chị ha. Mrs. Nhà này cut the cucumber into thin slices. Into thin slices cũng được, thành những cái lát mỏng, đúng không ạ? Tâm Nguyễn này cut cucumber thinly. Được chưa? Cut cucumber thinly. Được chưa? Phải có thêm thinly nữa nhá, nở nhá. Mr. Đức này let's slice melon. Melon là quả gì? Quả dưa đúng nhỉ? Đấy. Còn quả dưa chuột của chúng ta là gì ạ? Dưa leo, dưa chuột đấy là từ cucumber đúng không ạ? Piece by piece. Cái này chưa được nhá, để chọn là piece by piece là thế nào ạ? Đúng không ạ? Rồi bạn TI1 này please slice cucumber thinly, đúng rồi. Học tiếng Anh thì cut the cucumber into thin slices. Tốt rồi. Chop cucumber into thin slices cũng được em. Please slice cucumber thinly. Rồi, tốt rồi. Hãy cut the cucumber into small pieces. Là những cái mẩu nhỏ. Mẩu nhỏ thì chưa chắc đã là lát mỏng em nhé. Để nhá. Trần Trung Anh này. Watermelon cut into slices. Watermelon là quả dưa hấu em nhé. Được chưa? Đã. Bạn 322 let's cut. Let's thì phải có thêm s nhé. Sau đó động từ let's phải thêm s ạ. Let's cut the cucumber thinly. DI1 please iron cucumber thinly. Sao lại là quả dưa là mỏng thôi ạ? À? Là như nào? Ok, cut cucumber thinly. Slice cucumber thinly please. Đấy, chúng ta có từ thái nhá. Anh chị em chúng ta dùng từ slice. Đấy chứ ạ? Thái nhá, slice. Thái mỏng thì là gì ạ? Thinly. Đấy chứ ạ? Thế còn dày thì là gì? Bây giờ mỏng thì là gì ạ? Thin rồi, thế thì dày thì là gì? Dưa ở đây là dưa leo. Dưa leo tức là dưa chuột đấy em, đấy chứ ạ? Ở miền Nam gọi là dưa leo, nó là dưa chuột, đúng không ạ? Nhé, bạn DIY là trêu thầy, thầy biết mà, đấy chứ ạ? Đấy, nhìn cái mặt cười thầy biết rồi, đấy chứ ạ? Đấy. Cứ thấy thầy hiền, cứ trêu, đúng không nhỉ? Mrs. N này, slice cucumber thinly please. Rất hay rồi, ok. Nào, anh chị em nào chúng ta biết từ dày là gì, chúng ta comment cho mình cái từ dày nhá. Bây giờ mỏng là thin rồi, thế dày là gì? Hãy sắt dưa leo đúng chưa? Đấy, chúng ta nói là slice the cucumber. Đấy chưa? Đấy, the cucumber thinly. Slice the cucumber thinly. Đấy chưa? Thái dưa leo thành lát mỏng. Ở ngoài miền Bắc thì gọi là dưa chuột. Đấy chưa? Miền Nam đấy chưa? Gọi là dưa leo. Tiếp theo là mẹ tôi nhờ tôi băm thịt đấy, được chưa? Này. Mẹ tôi nhờ tôi băm thịt nào, được chưa? Thickly, đúng rồi, thick là dày đúng nhỉ? Rồi bạn học tiếng Anh này let's cut cucumber đó, slices into slices chứ. Sẽ lại còn small slices sẽ lắm thế, đúng không ạ? Này. Nào, tiếp theo là mẹ tôi nhờ tôi băm thịt nhá. Mẹ tôi nhờ tôi băm thịt. Đấy. Mẹ tôi nhờ tôi băm thịt và rồi tôi băm thịt mãi chẳng xong. Nào, tiếp theo anh chị em comment nào. À, để chưa? Đấy, bạn comment là phát là béo mà chứ đâu phải là dày đâu. Dày là thick em nhá. Được chưa? My mother asked me to mince meat.
rồi, rất tốt rồi. My mother asked me to mince meat. Đúng rồi. My mom asked. Rồi. Ask thì sao lại có es kia, có mỗi chữ s thôi em nhá, thấy chưa? Đấy. Asks. Không có e đâu. Trần Hải này, my mother told me, đã nói với tôi, to mince the meat or beat me, băm thịt hay là bị đánh đúng không nhỉ? Thế thì ở trong trường hợp này chúng ta nói là told me đúng không nhỉ? Đã nói với tôi thì cảm giác không đúng lắm. Mommy, tức là told me. Thế thì told me phải hai chấm, đấy chưa? Đấy. Mince the meat or beat me, đấy chưa? Bỏ to đi thì hợp, thêm hai chấm vào. Vicky là my mom asks, ask phải thêm s nữa nha. Me too, đấy chưa? Too nhé. To chop the meat for her, đấy. Là thái thịt cho cô ấy à? À, thái thịt cho bà ấy à? Mr. Đức này, I help to chop meat for my mother. I help to chop. Câu này dùng hơi lủng củng một chút nhé. I help my mother to chop the meat. Đấy chưa? Đấy. Rồi, bạn unicorn này. My mother asked me to mince meat. Đúng không? Quỳnh Anh này, mommy asked me to chop 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 the meat. Rồi, chạm 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 vào thịt à? Cho nó gì ạ? Cho nó như từ thì xong bắt đầu mình mới lại băm thì nó mới nhanh đúng không? Trương Phụng là my mom gets to me mince meat, là cái này chưa được em nhá. Bùi Tâm là my mom asks me to mince meat. My mom asks me to mince meat. Rồi 32. Ok. Mr. Sang asks me to nhá, asks me to nhá. To chop the meat for her, đúng không? Chop the meat. My mom needs. Need nhớ chia nha anh nhá. Đây là danh từ số ít nha. Needs và needs me thôi chứ không phải needs to me nhá. Đấy chưa? Đó. Needs me to chop the meat anh nhá. Đấy chưa? Ok, hello Mr. Kiên, Trần Trung Anh này, my mom asked me to help her. Rồi. Thế thì ở đây nếu mà help her thì phải chopping the meat em nhá, được chưa? Chopping nhớ chia nhá. Rồi, bạn học tiếng Anh, my mom told me to mince the meat, but I didn't chop me and put me in the meat grinder. Put me chứ đúng không? Chắc là viết thiếu thôi, đúng nhỉ? Đấy. Nhưng mà tôi có băm đâu, đúng không ạ? Tôi cho nó vào trong cái máy xay đúng nhỉ? Đấy, cho nó máy nghiền. Thế là xong, đúng không ạ? Chả phải băm làm gì cả. Bạn nở này, my mommy ask nhớ chia thêm s cho thầy nhá. Ask me to chop the meat. My mom đấy, chúng ta chưa biết được nhiều, chúng ta viết từ my mom như chị Quỳnh thôi cũng được, đúng không ạ? Rồi đây, my mother asked me to mince meat. Đúng không ạ? Đấy. Rồi, anh chị em chúng ta sẽ dùng cho mình là đơn giản như vậy nhá. Rồi, ok. My mother asked me to mince meat. Đấy ạ, đấy, băm thịt. Cái từ mince là băm anh chị em nhá. Mince là băm. Anh chị em nào chúng ta chưa biết từ băm thì anh chị em chúng ta là nó là mince. Ok, thế thì bạn học tiếng Anh về nhà gặp người yêu đúng không nhỉ? Bạn học tiếng Anh mới nói người yêu rằng là gì ạ? You kiss me now or I will mince you. Đấy. Hôn anh ngay bây giờ đi, không anh băm đấy, được chưa? Đúng không ạ? Đấy, thế người yêu sợ quá, người yêu hôn ngay, đúng không ạ? Quá là tuyệt vời, đúng không ạ? Rồi, bạn nào học tiếng Anh cho tôi vào máy xay chết, đúng không ạ? Cho tỏi hả? Và học tiếng Anh, học Trần Trung Anh hôm nào livestream ít ngữ pháp. Đấy, tôi đang livestream ngữ pháp đấy. Đấy. Nhưng mà thực ra thì mình muốn hướng dẫn và chia sẻ cho anh chị em về chủ đề và tình huống nó nhiều hơn là học cái ngữ pháp khô không khốc anh chị em nhé. Bây giờ mà lôi mấy cái cấu trúc ngữ pháp ra học với anh chị em mình chán lắm, mình không muốn dạy cái đấy đâu ạ. Vì thực tế là cái đó nó cũng không hiệu quả. Các anh chị em có học cũng thế thôi. Nên tốt nhất là bây giờ các anh chị em chúng ta cho luôn nó vào trong cái tình huống ấy mà học, được chưa? Mình vừa học được và mình vừa dùng được ngay. Chứ bây giờ khổ sở đi học mấy cấu trúc ngữ pháp nhai đi nhai lại làm cái gì, được chưa? Trong khi mà mình học thì mình không dùng, phí, đúng không ạ? Nên anh chị em cứ học vào tình huống cho mình như này. Đấy, và thậm chí khi các anh chị em chúng ta học bài bản lại thì mình còn khuyên các anh chị em là chúng ta thì đừng có học cái cấu trúc ngữ pháp kiểu cũ nữa, các anh chị em tập trung nhiều vào nghe nói cho mình, đấy chưa? Đấy. Và tập trung nhiều vào cái việc là học để hướng đến là mình dùng ngay. Đấy, ví dụ như ngày hôm nay chúng ta học ở chủ đề bếp này, mai anh chị em vào bếp chúng ta bắt đầu là lôi mấy cái từ chúng ta học được ra chúng ta thì nghĩ và chúng ta nói luôn, đấy chưa? Thế thì có phải là chúng ta giỏi nhanh không ạ? Chứ các anh chị em chúng ta học xong chúng ta lại cứ vứt đây thì làm cái gì, đúng không nhỉ? Ok, thank you very much. Rồi, học ngữ pháp máy móc đúng rồi, nhìn nhá. Đấy, thầy không thích học ngữ pháp chút nào cả. Và thầy cũng không thích dạy ngữ pháp, đúng không ạ? Đấy. Mặc dù là trong tiếng Anh là có ngữ pháp nhưng mà mình sẽ không dạy ngữ pháp theo kiểu cũ kia, mà chúng ta sẽ học theo kiểu là gì ạ? À, dần dần đấy ạ. Đấy, mình sẽ học qua tình huống nhé.
Rồi, bạn là DI1 này. Rồi. DI1 có người yêu nhớ áp dụng nha em nhé. Bạn học địa lý nghe như này cũng gió thoảng qua tai. Phải đọc 1.000 lần thì mới vào trí nhớ dài hạn. Thực ra thì các anh chị em chúng ta thấy rằng là gì ạ? Khi mà chúng ta tiếp xúc ở đây, coi như là tiếp xúc lần một, đúng nhỉ? Đó. Thế sau đó thì ngày mai các anh chị em vào bếp thì chúng ta hãy cố gắng là chúng ta vận dụng để chúng ta tiếp xúc lần 2, lần 3, lần 4 nữa các anh chị em nhé. Chứ chẳng ai mà các anh chị em chúng ta mới học một lần mà chúng ta nhớ được ngay đâu, đúng không? Đấy thiên tài kỷ lục UNESCO đúng không ạ? Người ta còn không làm được, đúng không ạ? Đấy là chúng ta cũng đừng quá là chúng ta áp lực bản thân rằng là tôi học hôm nay xong là tôi phải nhớ ngay, không có đâu ạ. Tôi phải dùng chứ, đúng không ạ? Tôi phải dùng, tôi phải tiếp xúc nó nữa, đấy chưa? Thì tôi mới nhớ được nó. Đấy, chứ học một lần ăn thua gì anh chị em, đúng không ạ? Nhưng mà mình xuất hiện ở trên này hàng ngày với anh chị em để làm gì ạ? Để mình giúp các anh chị em, để mình bổ trợ với các anh chị em để chúng ta có thể là tiếp xúc với nó nhiều thêm, nhiều thêm, nhiều thêm anh chị em nhé. Đấy chưa? Thì dần dần chúng ta sẽ tiếp xúc được nhiều hơn. Đó, if you don't kiss me, I won't meet you. Đấy, không hôn anh nhé, đấy chưa? Anh băm em ấy, đấy chưa? Kình lắm ấy. Rồi ok đấy, người yêu sợ quá chạy luôn về nhà nhà bố mẹ đúng nhỉ, đấy mất yêu đúng không? Nào bây giờ thì trộn chúng vào nước sốt nha, đấy nhá. Đấy sau khi anh chị em chúng ta thì defrost the food đúng nhỉ, đấy thì bây giờ đến lượt là chúng ta thì trộn chúng vào nước sốt đúng không ạ? Đấy rồi anh chị em có thể là gì ạ, marinate đúng không, đấy with white wine for 2 hours. And then, đấy là sau khi mình gọi như tẩm ướp rồi, bây giờ mình trộn chúng vào nước sốt cho nó ngon nào, đấy chưa? Đấy, bây giờ thì trộn chúng vào nước sốt nha anh chị em, đúng không ạ? Đấy, Vicky đấy, đúng là, đấy, đúng là người phụ nữ của gia đình, đúng không? Đấy, nghe tới về chủ đề bếp thôi là gì ạ? Đấy, bỏ hết tất cả mọi công việc để mà gì ạ? Vào đây thực hành tiếng Anh, đúng không ạ? Đấy, ngày mai mà gì ạ? Sáng thức dậy nấu ăn, sáng được cả gia đình lôi ngay mấy cái từ này ra thực hành ngay còn gì nữa, đấy chưa? Đấy. À, ví dụ như đầu tiên chúng ta muốn nấu cái món gọi là món noodle chẳng hạn, đúng nhỉ? Đấy. At first, I need to defrost the pork from the fridge, and after that, I will mince, right? I will mince or I will chop the meat into pieces. Yeah, đấy. Kiểu như thế, chúng ta sẽ tư duy dần dần. Chúng ta đến bước nào, chúng ta sẽ hình dung, chúng ta nói đến bước đấy, anh chị em ha, được không ạ? Mrs. Nhàn này, now mix them with a sauce, đúng không ạ? Đấy. With the sauce đúng không? Nga này đấy, Nga hôm trước là bảo thầy nói chủ đề về ăn uống mà mãi mới thấy vào nha, đúng không ạ? Và chẳng thấy chia sẻ video cho thầy gì cả, đấy chưa? Anh chị em thấy hay anh chị em nhớ chia sẻ video cho thầy đi nhá, đúng không ạ? Now mix them with the sauce, đúng rồi, đúng không ạ? Mr. kia này, we mix it with the sauce, đúng không ạ? Đó, bạn nở này, now let's mix with the sauce, thêm cho thầy cái mở từ giờ vào đấy nhá, đúng không ạ? Ở bản 32 này, into the sauce, rất hay nhá, để into cũng được nhá. Lazy now mix them with the sauce, thêm thêm giờ vào nữa cho thầy nhá. Bạn DIY đúng rồi, Trần Hải này, đúng rồi, tốt rồi. Đúng rồi, Quỳnh Anh nhá, để nhá. Học tiếng Anh này, mix them into the marinade. Trộn vào cái mà mình tẩm ướp ạ. 32 now mix them into the sauce. Rồi được rồi, ok. Đấy, bạn Nga thì em đang dạy con học thầy ơi, đó, đấy khổ thế luôn nhỉ. Con vào lớp 1 phát là gì ạ? Là lúc nào cũng phải dạy đúng nhỉ? Đấy. Để cho con tự học đi em, đấy nhỉ? Đấy. Rồi, tí em chia sẻ, nhớ chia sẻ ở đây nhá, đó, Mr. Đức này. Now we stir them with the sauce. Stir là trộn nhé. Nhưng mà là quấy, đó, đấy. Là xào chứ không phải là nghĩa là kiểu như là điện là mix nhé. Đấy, chúng ta dùng từ mix nó vẫn chuẩn hơn là từ stir. Mix them with the sauce, đúng không ạ? Rồi, now mix them with the sauce nhé, Mr. Sang nhé. Chia sẻ cho thầy đi, thầy dạy thầy có lấy đồng bạc nào Âu cũng nhỉ? Đấy. Học tiếng Anh công nhận là đấy, chịu khó học hỏi phết nhỉ? Đấy, càng ngày thì càng thấy sâu sắc và rất là thú vị nhé. Đấy. Quỳnh Anh này, đúng không ạ? Đấy, bạn share trước đi, đúng không ạ? Nhớ share cho thầy nha, đấy chưa? Thầy lên để chia sẻ livestream cho anh chị em trên này, anh chị em thấy hay, anh chị em lưu ngay về, đấy chưa? Miss Dinh này, now mix it into the sauce. Rồi, cũng được ha. Vì nặng vịt, học từ tối chưa phân biệt được. Rồi, cứ từ từ, đúng không ạ? Đấy. Nói chung là ai cũng sẽ trải qua cái giai đoạn đấy thôi. Nhiều lúc mình rất là nice, đúng nhỉ? Đấy, very kind. Nhưng mà khi mà dạy con mà lâu quá lâu lâu không hiểu thì cũng vậy.
getting angry đúng không ạ? Vicky này, now mix them with the sauce rồi, tuyệt vời rồi. Và Tuấn Anh là chia sẻ cho thầy rồi, cảm ơn Tuấn Anh nhá. Gần đây nhiều học sinh nhiều nên nhảy lầu quá, nhìn lại mình thì toàn chơi. Ok, nói chung là anh chị em ta nên kết hợp vui chơi giải trí đấy nhá, chứ học nhiều quá thì có khi là cũng không qua đầu đâu, đúng nhỉ? Đấy, nên là chúng ta phải kết hợp anh chị em nhá. Đấy, đấy. Đừng quá áp lực học tập, nhưng mà anh chị em chúng ta cũng vậy, đừng quá là ham chơi nhé. Nào, now mix them in the sauce, đúng không? Đấy. In the sauce, mix them into the sauce. Đấy. À, tức là trộn chúng vào trong nhé, đấy chưa? À, cái nước sốt, đó, đấy, rất là ngon. Khi mà trộn nước sốt rồi ăn thì cứ gọi là mà lem, đúng không anh chị em? Đúng không ạ? Bạn Lacey hỏi là có sự mix with và mix into trong trường hợp này không ạ? À, cái từ mix with thì chúng ta hiểu nôm na là trộn với gì đó, đấy chưa? Đấy. À, các cái thứ nó trộn với nhau. Thế còn mix into tức là anh chị em có thể là đặt cái mà chúng ta cần trộn đó ở trong một cái bát hay là trong một cái song, thế thì chúng ta mới lại đưa cái này vào trong cái song thì chúng ta gọi là mix into, đấy chưa? Đó. Là trộn vào trong, đấy chưa? Đó. À, kiểu như là nó có một cái gì đó nó đựng đó, đấy, cái nước sốt của chúng ta đó. Thế thì chúng ta mới into vào, đấy chưa? Đó. Nói chung là cũng dùng ở cái mức độ tương đối hoặc không khác nhau lắm ở trong cái trường hợp này. À, tiếp theo là thịt quay này dài quá đúng không, ăn mãi không ăn được đúng không, mặc dù thơm thì nó có thơm đấy thôi. It has good taste, đúng nhỉ? Đấy. It has good taste but thịt quay này dài quá đúng không ạ? Bạn Tâm này, mix them into the sauce, đúng rồi em ha. Nào tiếp theo là thịt quay này dài quá đúng không, ăn mãi không ăn được, mix them into the sauce. Ở into viết liền cho thầy nhé, là nở nhá, được chưa? Rồi, tên là N mà cứ ghi Tâm Nguyễn là thầy nhiều khi thầy đọc nhanh nhỉ? Đấy, cái loạn nhịp hết cả đi này. Trước cái vẻ đẹp của các bạn thì là gì ạ? Thầy lại cảm thấy là gì ạ? Đấy, bối rối anh chị em ạ. Đấy, nào thịt quay này dài quá anh chị em ơi, đúng không ạ? Chúng ta sẽ nói như nào? À, các anh chị em nào chúng ta mới học tiếng Anh và chúng ta mới xem livestream, chúng ta nhớ là gì ạ? Follow and tap on the screen to give me your free likes, share this video to your profile so that I can watch it later again, more practice every day. And the schedule of having the live stream will be at 8:30 p.m. every day for normal days, but on weekends we do it twice, one in the morning and the second in the evening. Rồi, và chúng ta livestream bổ trợ tiếng Anh ở đây về cấu trúc và về từ vựng anh chị em nhé. Ngày bình thường là vào 8:30 tối và ngày cuối tuần thứ bảy chủ nhật thì là vào hai lần, sáng 10:30 tối 8:30. Chương trình bổ trợ thì phát triển về từ vựng và về ngữ pháp, đúng không ạ? Cấu trúc câu. Còn anh chị em nào chúng ta muốn học nghe nói bài bài, đúng không ạ? Giao tiếp trôi chảy, ứng dụng công việc học tập nuôi dạy con, đúng không ạ? Đấy, và chúng ta được kèm cặp hướng dẫn trích sửa ngày và có môi trường thực hành với người bản xứ, anh chị em nhắn tin cho mình qua Facebook và Zalo để được hướng dẫn chi tiết. Ok. Tiếp theo là Vicky này, this toast duck is very tough. Rồi con vịt quay này thì dài quá đúng không ạ? Tên dở quá thầy ơi, không dám để, đúng không? Tên hay như thi mà dở thì em, đấy chứ? Làm gì có ai mà điện có tên như em đâu, đúng không nhỉ? Anh phải tự hào đấy nhé. Roast meat, đúng không ạ? Is too tough, đúng không ạ? Quá là dài, đúng không ạ? Quá là dài. Rồi bạn đây rồi, các bạn ta comment rất là nhiều rồi. Ok. Bạn học tiếng Anh này, this roast meat is so tough. Rồi DI1 này, đúng rồi, so tough là đúng rồi đấy. This roast meat is so tough. Rồi, it is on point. Bạn Trần Hải, this roast meat is so tough. Rồi. Ok, bạn anh Đắc, this roast meat is so tough, đúng rồi. It isn't on point. This roast meat is too tough. English in daily life, đúng rồi, tiếng Anh trong cuộc sống hàng ngày. This roast pork is so tough, đúng rồi đó. Miếng thịt lợn quay này dài quá đúng nhỉ đó. Rồi tiếp theo nào, đây rồi Dinh này, the roast meat is so tough, đúng rồi Mr. Đức.
roast meat is very tough, đúng không? Ok, ở đây chúng ta thì nói là gì ạ? Nếu mà dai quá theo kiểu là chúng ta dai mà đến mức mà khó ăn nhé, thì anh chị em chúng ta nhớ dùng cho mình là chu nhé, để nhận đấy, nó dai quá đáng, dai quá thể, để nhận đây muốn ăn cái miếng cho nó ngon thôi mà nó dai xé mãi không được, đúng nhỉ? Đấy. This roast is too tough, để chưa? Đấy. Còn ví dụ anh chị em mà chúng ta muốn nói là thịt gà quay, thịt lợn quay, đúng không ạ? Chúng ta chỉ cần thêm vào thôi, để nhận the this roast chicken is too tough, để nhận đấy, quá là dai, để nhận. Con gà này nó dở quá, như nói như thế nào mà thầy? À, anh chị em nào mà chúng ta đấy, dịch cái câu của bạn Hùng Võ này, này cho bạn đây này, con gà này nó dở quá, nói như thế nào? Đấy, rất dễ em nhé, đấy, câu này thì ngắn thôi. Bạn học từ anh này, this roast meat is very crispy, rất là giòn, đúng không ạ? À, thầy là người Thái Nguyên, thầy là người Thái Bình, đúng không ạ? Thầy là Thái Bình em nhé. Đấy, tiếp theo, con gà này dở quá thì các bạn nào chúng ta biết thì chúng ta comment cho bạn Võ Hùng để bạn ấy áp dụng nhé, đúng không ạ? Rồi rót thêm chút nước mắm vào bát đi, nước mắm ngon quá đúng nhỉ, đấy pha ngon quá, tự ăn hết rồi, bây giờ rót thêm nước chút nước mắm vào bát đi đấy. Rồi bạn nở này, this roast is too tough, đúng rồi, ok. Cảm ơn các chị em rất nhiều, đúng không ạ? If this is your first time watching my live stream video, so don't forget to follow me on TikTok and tap on the screen to give me your free likes and share this video to the profile to save it and watch it later. Bạn học tiếng Anh này, this chicken isn't on point. Hôm nay học tiếng Anh là bị crazy about cái cụm từ là isn't on point ấy nhỉ, đúng nhỉ? Tiếp theo nào, bạn Tuấn Anh này, pour some fish sauce into the bowl. Okay. Pour some more fish sauce. Đổ thêm nước mắm vào into the bowl rồi. This chicken tasted terrible. Nếu mà giả sử mà chúng ta muốn nói về con gà đấy mà nó kiểu như là món gà đúng nhỉ, mà nó dở thì chúng ta dùng là gì ạ? Terrible hoặc là gì ạ? Tasteless đúng nhỉ? Đấy. Chẳng ngon gì cả, đấy. Đúng không? Hoặc là very bad cũng được, đấy nhận đấy, very bad. Bạn Phương nhỏ này, pour some fish sauce into the bowl rồi, pour a little more fish sauce into the bowl rồi, we could, đúng rồi em nhá, đấy nhận đấy, tốt rồi đấy. Nước mắm anh chị em chúng ta dùng từ fish sauce, đấy nhận, fish sauce, vì nước mắm được làm từ cá mà đúng nhỉ. Bạn Mrs. Nhàn này, feel little more, chị dùng từ pour thì đúng hơn là từ feel nhá, đấy nhận. Pour chứ không phải feel, pour more, little more fish sauce into the bowl rồi. Pour more fish sauce into the bowl rồi, tốt rồi bạn 32. Pour a little fish sauce, a little more fish sauce into the bowl rồi. Mr. Đức, pour a little fish sauce into the bowl được. Pour some fish sauce into the bowl được, đúng không ạ? Rồi. Chúng ta có thể dùng là pour, đấy ạ, đấy. Pour the fish sauce into the bowl please, đấy ạ, đấy. Thế rồi giả sử hôm nào chúng ta ăn cái món luộc mà chúng ta thấy nước mắm hết, chúng ta nhớ áp dụng câu này nhé, đấy nhá. Pour nhé, pour. Anh chị em học bài bản thì mình hướng dẫn kỹ hơn bằng cách là chúng ta phải kết hợp và đưa những cái hành động của chúng ta vào, đấy chưa? Đặt cái cảm xúc của chúng ta vào thì chúng ta học thì nó sẽ hiệu quả hơn gấp 4 đến 5 lần so với cái cách mà chúng ta đã học bình thường, đúng không ạ? Pour the fish sauce into the bowl please, đúng không ạ? Tiếp theo nào, tôi chẳng bao giờ mang tạp dề khi nấu ăn, đấy chưa? Đấy. Nói chung là những người đàn ông, các anh chị em ạ, đấy chưa? Những chị em chúng ta cẩn thận, chúng ta đeo tạp dề, tạp diếc đúng không nhỉ? Còn những anh em đúng không nhỉ? Rất ít khi đeo tạp dề, đúng không ạ? Miss Dinh này, please pour more fish sauce viết lại thầy nha, into the bowl được rồi. Mrs. Nga này, pour the fish sauce into the bowl please, đúng rồi. Put some more fish sauce into the bowl, into viết liền vào nha, đúng không ạ? Rồi bạn Đặng Thanh Phong, I feel a little heavy in my eyes. Sẽ để a little heavy in my eyes là thế nào? À, buồn ngủ à hay là như nào? Rồi bạn nở này, pour the fish sauce into the bowl. Rồi tốt rồi, ok. Buồn ngủ đi ngủ đi em ơi, đấy chưa? Buồn ngủ thôi, đi ngủ đi, đừng học nữa, đấy chưa? Đấy.
Bạn của nhau, I never wear an apron while cooking. I wear a helmet instead. Bạn này thì bạn này không có đeo tập dề đúng nhỉ? Nhưng mà bạn đội mũ bảo hiểm khi mà nấu ăn. Thế nó mới hay như này. Đó, Quỳnh Anh nên quay TikTok nhé. Nên quay TikTok cái cảnh em nấu ăn và đeo và đội mũ bảo hiểm. Đấy. Ví dụ rán cá đúng nhỉ? Đấy đội mũ bảo hiểm. Quả đấy thì chắc chắn là triệu view rồi. Dạ. Thầy dám chắc là triệu view đấy. Dạ. Ý tưởng mới độc lạ. Bạn Phương nhỏ này, I never wear tạp dề when I cooking. When cooking thôi là được nhá, không có I cooking đâu nhá. Hoặc when I cook, đúng không ạ? Bạn DIY là never wear an apron when I cook. Rồi cũng được. I never take apron when cooking. Sẽ này cookie cooking when cooking ha. Được chưa? Mỹ Hồng nhá. Bạn anh Đắc này, I never wear an apron when I cook được ạ. Trần Hải, I never bring nhá. Wear nhé, bring là mang theo, còn wear là mặc vào. Vicky, I never wear an apron when cooking, đúng không ạ? Vicky thầy tưởng là đeo ngày nào cũng đeo cơ mà, đúng không ạ? Mrs. N này, I never wear apron when I cook được. Nga này, I never wear an apron when cooking được. Rồi wear he apron when I cook thôi em nhé, không có cooking nhá. Bạn Đức là I have never carried have never carried the apron. Carry là mang theo đúng không nhỉ? Vận chuyển theo đấy. Ở đây chúng ta dùng từ wear này mới đúng chứ đúng không nhỉ? I have never wore the apron when cooking đúng không? Bạn Dinh là I never wear the apron when I cook, chứ không phải cooking em nhá, đúng không ạ? Rồi bạn bài 2, I never put on apron when cooking được. Đặng Thanh Phong, I hardly wear an apron when cooking. Tôi cảm thấy khá là đeo khá là mệt đúng không nhỉ? Bạn đi của ai quan này, có ai học ngành ngôn ngữ Anh giống tôi không nè, không ạ? Ok, bạn học tiếng Anh này, I would try nhỉ? I just make a million views for your videos, yeah, by a creative idea. Mrs. N, I never put on apron when cooking. Được rồi, ok. Anh chị em thể dùng là I don't wear an apron all the time when cooking. I don't wear an apron all the time when cooking. Đấy, anh chị em ta thể dùng như vậy nhé. Đấy, tôi chẳng bao giờ đeo tạp dề khi mà nấu ăn cả, đúng không ạ? Rồi, Nga, I never wear an apron when I cook. Cũng được ha, đúng không ạ? Rồi, những anh chị em nào chúng ta mới xem livestream, nhớ follow and tap on the screen to give me your free lines. And don't forget our schedule for live stream every day. Rồi và chúng ta nhớ cái lịch live stream hàng ngày vào lúc 20:30 tối và cuối tuần thứ bảy chủ nhật chúng ta live stream vào hai lần, đúng không ạ? Sáng là gì ạ? 10:30 và tối là gì ạ? 8:30 anh chị em ha. Đây là chương trình mà gì ạ? Bổ trợ học tiếng Anh về từ vựng cũng như là cấu trúc câu. Còn các anh chị em chúng ta muốn học về nghe nói giao tiếp bài bản, được chưa? Hướng dẫn đầy đủ chi tiết và có môi trường thực hành bản xứ để anh chị em ta giao tiếp tiếng Anh tự tin, trôi chảy thuyết trình. Các anh chị em nhắn tin cho mình qua Facebook và Zalo để được hướng dẫn chi tiết hơn. Ok, cảm ơn anh chị em rất nhiều. Ok, Mrs. Quỳnh, I never wear, đúng rồi. I don't wear an apron all the time when cooking, đúng rồi. Ok, ok. Như vậy thì buổi ngày hôm nay chúng ta đã cùng nhau vừa mới học về đó là điện chủ đề tiếng Anh khi mà điện nấu ăn anh chị em nhé. Được chưa? Đó, ngày mai các anh chị em chúng ta muốn học chủ đề gì, chúng ta comment cho mình biết nào. Đó ạ. Anh chị em ngày mai chúng ta muốn học chủ đề gì, chúng ta comment nhé. Được chưa? Đấy. Chúng ta comment cái chủ đề ngày mai chúng ta muốn học để mình chuẩn bị cho anh chị em chúng ta ngày mai chúng ta thực hành nhá. Ngày mai thì nhớ là 8:30 tối chị em nhé. À đâu? Ngày mai thì là lịch mình thực hành rồi. Ngày mai là mình tổ chức cho học viên của mình thực hành với lại khách mời bản xứ rồi, nên là 8 giờ thì mình sẽ livestream, nhưng mà livestream mà các anh chị em có thể theo dõi thôi, chứ còn ngày mai thì mình sẽ không có bổ trợ tiếng Anh được cho anh chị em, đúng không ạ? Rồi Vicky này muốn nói về chủ đề về sách nha, đúng không ạ? Rồi chủ đề về sách này, bạn DIY này offer nhiều lắm rồi thầy ạ, muốn nói về chủ đề về du lịch đúng không? Ừ, được rồi. Bạn Quỳnh Anh này nghiện tiếng Anh rồi nghiện thầy, ôi dồi ôi, thế này nghiện thầy sẽ đi ngủ có mơ thầy không? Đúng nhỉ? I do you dream about me? Bạn Trần Hải cũng là chủ đề du lịch này đấy, nhiều anh chị em đã thích chủ đề du lịch nhỉ. Đấy. Bạn Vicky là chủ đề về Covid, là Covid thôi buồn lắm rồi đúng nhỉ. Đấy. Bạn Dinh này giao tiếp văn phòng này đúng không ạ? Rồi bạn Nga này chủ đề về mùa hè này đúng không ạ?
chủ đề của mùa hè rộng thế đúng không ạ, cho thầy cái chủ đề nào đó nó hẹp hẹp thôi thì thầy còn làm được đúng không ạ, chủ đề nó rộng thế thầy biết là gì ạ, đi về đâu đúng không ạ, biết đi đâu về đâu bây giờ đúng không ạ. Chị Quỳnh hôm nay học được rất nhiều từ mới, thầy không biết có nhớ được hết hay không đấy. Thế bây giờ chị chắc chắn là chị không nhớ đâu chị nhá, để chị không nhớ được đâu, thế tốt nhất là ngày mai khi chị vào bếp ấy, chị nhớ là mường tượng lại để chưa, đấy, sau đó chị áp dụng nhé để chưa, thì chị mới nhớ lâu được chứ còn bây giờ không nhớ được đâu để chưa? Mình vào bếp ấy để chưa? Hoặc là tối bây giờ mình xuống mình vào bếp chuẩn bị nghĩ xem món ngày mai mình nấu món gì, sau đó thì là mình sẽ thử xem là nói tiếng Anh về cái món thì mình sẽ nấu như thế nào, các bước làm sao đấy ạ. Đấy, the first, do you need to defrost the food from the fridge, đấy đầu tiên thì có phải rã đông thức ăn hay không đấy. Rồi the next step, what will be the next step, bước tiếp theo thì là gì đấy ạ. Rồi các loại hình nghệ thuật, các loại hình nghệ thuật thì thầy cũng có biết gì về nghệ thuật đâu đúng không ạ, mà nghệ thuật thì âm nhạc rồi là mỹ thuật rồi nó nhiều như thế đúng không ạ. Đó, chúng ta tóm gọn lại là được. Bạn Trần Hải thì chủ đề về chuyên động lực học tiếng Anh ạ, đúng không ạ? Rồi chuyên động lực học tiếng Anh thì cần gì về động lực các anh chị em, đấy chưa? Đấy. Học tiếng Anh là tốt cho mình, nó tốt cho công việc của mình, đúng không nhỉ? Đấy. Cần gì về chuyển động lực nữa, đấy chưa? Đấy. Đến đến việc tốt cho mình nhưng mình không làm được thì ai truyền được cho mình đâu, đúng không nhỉ? Rồi bạn học tiếng Anh nói về cách học tiếng Anh, cách học tiếng Anh thì đi gặp em nhé, đấy chưa? Đấy. Em học tiếng Anh suốt thì em chia sẻ cho các bạn cách học tiếng Anh. Bạn John này chủ đề về đi biển này, à, đi biển cũng hay đấy đúng không nhỉ. Đấy. Hình như chúng ta chưa học về chủ đề đi biển bao giờ hay sao nhỉ, đúng không? Đấy, bạn Đặng Thanh Phong này em đang học ngành tiếng Anh du lịch luôn này, rất là tốt. Bạn Trần Hải này chủ đề về sách cũng hay nhá, à, ok. Rồi bạn Đỗ Khắc Cường chủ đề về nhà hàng này, à, thế chốt lại là 8 giờ sáng mai được, à, được thầy, à, 8 giờ sáng mai á, 8 giờ sáng mai đâu đúng không ạ, 8 giờ tối mai, đấy là sáng mai thì làm gì đâu, mai vẫn là ngày thường nên là mình không livestream vào ban ngày nữa. Đợt này con đi học trở lại rồi mình phải đưa đón đi suốt ngày anh chị em ạ, đấy chưa? Đấy. Nên là ban ngày có livestream được đâu, ban ngày chỉ gọi như là kèm cặp hỗ trợ học viên thôi, đấy chưa? Đấy. Livestream vào cái giờ đấy là giờ rất là nhạy cảm, đấy chưa? Giờ con nó tan học mà không livestream được. Nhưng mà vào cuối tuần thứ bảy chủ nhật con không đi học thì vẫn livestream với các anh chị em được cả hai, đấy chưa? Đấy. Còn buổi tối mai thì là 8 giờ thì mình tổ chức cho học viên giao lưu với lại khách mời người bản xứ đấy chưa? Đấy. Thầy để em đưa cháu đi hộ à. Rồi nhớ qua Hà Nội nhá, đấy chưa? Đấy. Nhắn thầy, thầy gửi địa chỉ cho Mai nhớ ra giúp thầy đưa đi hộ nhá. Vicky là chủ đề về animals, chủ đề về động vật đúng không ạ? Rồi. Ở đây mình ghi lại mấy cái chủ đề này của anh chị em với nhá, đấy chưa? Mình sẽ suy nghĩ về ví dụ chủ đề về du lịch này, hay là chủ đề về đi biển này. Đấy, mình thấy mấy chủ đề đấy là những cái chủ đề mà anh chị em yêu cầu nhiều và là chủ đề mới đấy, đấy chưa? Đấy. Rồi mình sẽ ưu tiên những cái chủ đề mới trước và những chủ đề được yêu cầu nhiều nhất trước, đúng không? Hoặc là chủ đề về sách cũng được đấy. Chủ đề về sách cũng được, đúng không? Đấy, chúng ta cũng hình như là chưa có cái buổi nào về chủ đề sách thì phải. Rồi Quỳnh Anh đúng không ạ? Rồi, ok để em đưa đi Zoom để cho thầy dạy. Rồi, thế thì ai vào thả tim cho thầy hả em, đúng không ạ? Ok, thank you very much. Enjoy your great evening. I will see you tomorrow. Rồi và hẹn gặp lại các anh chị em vào ngày mai anh chị em nhé. Chủ đề ngày nghỉ cuối tuần. Rồi, ngày nghỉ cuối tuần là những cái hoạt động đúng không? Những cái hoạt động của ngày nghỉ cuối tuần đúng không chị? Ok, very good job. I'll see you next time. Rồi hẹn gặp lại các anh chị em chúng ta vào buổi tiếp theo anh chị em nhé. Bye for now. Bạn Hiền Đặng là chủ đề về trong bo hả? Thầy có được đi bar bao giờ đâu thầy biết, đúng không ạ? Rồi, các anh chị em ở đây ngoan lắm, chưa đi bar lần nào đúng không ạ?